Thay vì kiểm tra màn đầu giờ, thì tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, các giáo viên tổ chức khởi động đầu giờ với các hoạt động sôi nổi để bắt đầu tiết học. Cách làm này theo giáo viên là vừa để giúp ôn lại kiến thức cũ cho học sinh, vừa tạo không khí thoải mái, tránh tạo áp lực cho các em. Những trò chơi đó là không những mà giúp mình nhớ được nhiều kiến thức hơn, mà con nghĩ là sẽ cái phương pháp mà trả bài truyền thống thì nó sẽ kiểu mình sẽ không nhớ được kiến thức lâu hơn mà phương pháp mình chơi game. Con cảm thấy hứng thú với việc học như vậy. Các bạn đã quen và kiểm tra kiến thức của các bạn rất là nhanh, các bạn đã nhớ kiến thức khi các bạn chơi những trò chơi khởi động và những cái kỹ năng của các bạn khi ra sản phẩm các bạn đã nhớ hết rồi. Cho nên khi mình chơi trò chơi là các bạn nhớ được kiến thức rất là nhanh chóng. Không ít học sinh gọi kiểm tra miệng là nỗi ám ảnh, tạo áp lực lớn mỗi khi bước vào tiết học. Nhiều giáo viên cho rằng cách kiểm tra này hiệu quả không cao vì nhiều học sinh không học bài cũ do nghĩ có thể không đến lượt mình. Một số lại học đối phó bằng cách học bài cũ một hôm để xung phong lên bảng lấy điểm cao, sau đó có thể không cần học bài cũ nữa. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng nên giữ hình thức kiểm tra miệng truyền thống để tạo thói quen trong việc ôn lại bài cũ cho học sinh. Việc kiểm tra bài cũ là rất là có lợi và cần thiết cho học sinh và giáo viên. Đối với học sinh thì giúp các em hình thành một cái thói quen là ôn tập sau mỗi bài học. Còn đối với giáo viên thì chúng ta, thầy cô có thể dành cái thời gian ra điều chỉnh cái nội dung giáo dục cho phù hợp với từng lớp học. Theo tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, giáo viên hoàn toàn có thể đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua sản phẩm học tập như nhật ký đọc sách, sản phẩm của một dự án khoa học, bài thuyết trình. Theo các chuyên gia, việc áp lực, căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến tư duy của học sinh. Chính vì vậy, việc ôn lại bài cũ với các hoạt động thú vị sẽ giúp các em hào hứng và tư duy tốt hơn. Tôi thấy là cái việc đưa ra chính sách giảm thiểu tối đa những cái hình thức kiểm tra bất chợt như vậy, đó là một chính sách cần thiết để chúng ta đi lên những cái đường hướng giáo dục tiên tiến hơn. Và bên cạnh đó thì nó còn có một tác dụng cũng rất là tốt, đó là giảm thiểu những cái áp lực, những cái căng thẳng trong việc học của học sinh. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh với thời gian, hình thức, nội dung cụ thể. Trong đó khuyến khích nhà trường đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá, đồng thời phổ biến kế hoạch trên đến tất cả học sinh.